Là món ngon nhưng mà được nấu bằng hến, cũng độc lạ miền Tây lắm nha. Hề là mọi người chỉ biết nấu ăn đầy. Giòn là một món ăn dân dã ở Quảng Ngãi, nhưng mà bây giờ thì được nhiều người biết tới lắm rồi. Nhưng mà ở trong miền Tây thì tôi chưa thấy ai bán hết trơn á. Đây tôi nghĩ ra lấy con hến làm thử bằng cách đó, ăn coi có ngon hay không. Bữa nay hẹn nhỏ em đi mò hến, mà trời đất ơi xui quá, trời mưa tầm tã luôn mọi người. Không giấu gì mọi người chứ bữa nay là lần đầu tiên tôi mò hến, cho nên tôi bóc nguyên cục sình lên rồi thấy con hến ở đâu thì lụm vô rổ tới đó. Quả hôm nay là một thao hến nè, rồi có mấy con ốc đắng, mấy con chen chen với lại mấy con ốc dừa nữa. Vô tắm rửa sạch sẽ rồi bắt nồi nước sôi lên luộc hến nha. Bữa nay tôi mua được mấy cái bánh tráng ăn giòn này nè mọi người, mua gửi từ Quảng Ngãi về luôn đó nha. Luộc hến á thì làm theo cách của bà mợ tôi là kiểu hồi xưa hay làm, mình cho vô khoảng 3-4 má hến rồi đợi cho nó bung lên, quậy nồi mấy vòng tròn nó sẽ tự động nổi trên mặt nước, tới lúc đó thì chỉ việc vớt nó ra thôi à mọi người. Còn con giòn á thì nó nhỏ dữ lắm cho nên người ta làm cách khác, làm xong á thì mình lọc lại nước luộc hến để cho những cái sạn á, những cái phần vỏ nó không có bị lẫn vào nước dùng của mình mất ngon. Quay qua làm chút ớt xào để hồi nó ăn với lại món giòn cho nó ngon nè mọi người. Bắt qua cái bếp kế bên, bây giờ mình tiến hành xào hến nha. Phi thơm xả nè, tiện tay thì múc cái ớt xào kế bên cho vô luôn cho nó cay. Rồi bắt đầu cho hến vào xào, đảo tới đảo lui cho thiệt là đều để hến nó thấm cái mùi dầu xả, để thử đi cái mùi tanh của hến luôn. Rồi thì nêm nếm thêm xíu hạt nêm cho vừa ăn, vậy là được. À quên, khúc cuối là bỏ củ hành tây vô xào chung cho nó thơm nha. Lại tiếp tục nhắc mấy cái chảo này qua một bên, mình cho nước lèo vào và tiếp tục chế biến. Để phần nước lèo dậy được mùi thơm thì sẽ có xả đập dập, nấu hồi cho xả nó ra mùi á, lại tiếp tục cho hến đã xào vô luôn. Rồi đơn giản vậy thôi. Cuối cùng thì nếm lại coi vừa ăn chưa, cảm thấy chưa vừa ăn thì mình nêm thêm vài muỗng hạt nêm tôm thịt chiên su vô. Tại vì á món này chỉ cần vị ngọt thanh, mà hạt nêm này thì ngọt thơm tự nhiên của tôm và đậm đà xương thịt, cho ra nước dùng ngọt thanh mà không bị gắt đường hay muối. Chỉ cần nêm như vậy mà tôi thấy rất là thanh đạm mà vừa ăn rồi đó. Nướng thêm xíu bánh tráng nướng để bẻ vô ăn với lại hến nước lèo. Bẻ cái bánh tráng ăn giòn ra, mình bắt đầu lên tô thôi nào. Bánh tráng này nó mỏng cho nên dễ bẻ lắm. Rắc hành tây, cho hành lá, trang trí thêm vài trái ớt cho đẹp. Này là cái mùi nó thơm ngào ngạt rồi nha mọi người. Cho nước lèo đang sôi vô là bánh tráng giòn nó tự động xẹp xuống, nhìn hấp dẫn mà cũng nên thơ ghê ha mọi người ha. Bây giờ mời cả nhà cùng ăn với tôi nha. Chưa ăn thử chưa biết ra sao đúng không? Nhưng mà nhìn cái tô đã thấy cực kỳ hấp dẫn rồi. Ngon. Ngon lắm luôn.